Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa hằng sống của muôn loài, con xin tiên dâng chính mình con lên chiêng tầm vấn từ vô biên của Chúa, và cùng với tất cả các thanh nam nữ của triều đình thiên quốc, mỗi khi cánh hẹn mọi dương con phụng sự Chúa và làm vinh danh Chúa hơn, thì với tất cả mọi tự do và cân nhắc suy xem, con muốn và con ước ao được ban chương Chúa chịu mọi sự sỉ nhục khinh chê và nghèo khó thường sự cũng như trong lòng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin các chị lấy trang 99. Tôi chọn cái chủ đề cho các chị chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô với sự khó nghèo và cô đơn. Tôi chọn cái chủ đề này để dọn cho các chị trong tương lai. Thứ nhất là hiện tại chúng ta cũng nghèo rồi, không mấy ai giàu có. Và cô đơn thì chắc chắn trong tương lai các chị sẽ cô đơn. Bởi nhiều chị lẫm chẫm đi không được rồi, già rồi. Nếu mà lúc nào đó là chỉ có một mình thôi, mình sẽ thấy cô đơn, đôi khi mình chán nản, buồn tủi. Xin các chị chiêm ngắm cái này như dọn bước đường tương lai cho chính mình nữa. Kỳ nguyện 1:6-20-26. Ở trong tuyển nguyện Luca 6:20-26 này, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhắc lại bốn mối phúc và bốn mối họa. Phúc cho những ai nghèo, phúc cho những ai đói, phúc cho những ai phải khóc. Nghèo, đói, khóc. Nghèo thì các chị nghèo, không mấy ai giàu có đâu. Đói thì chắc có lẽ không đói đâu, nhưng mà đói cái khác. Khóc thì chắc có lẽ cũng khóc rồi đấy. Nhiều khi chị em mình bỏ rơi khóc lắm. Theo tu hội bao nhiêu năm mình ốm tí, chả thấy chị nào gọi điện hỏi thăm. Đấy là cứ ngồi tu khóc mình buồn tủi. Đó là mối phúc. Còn bốn cái mối họa. Họa khốn cho những người giàu, khốn cho những người no nê, khốn cho những người vui cười. Chúng ta thấy ngược lại. Cho nên giàu có là một không phải mối phúc, mà chừng là mối khốn. Người ta gắn vào cái của cải. Cười nhiều quá thì coi chừng cũng nguy hiểm. Chúa cũng cười nhiều, nhưng mà có lúc Chúa cũng khóc. Khóc cười lẫn với nhau trong cuộc sống. Như vậy tôi muốn nên giống Chúa Giêsu, nghèo khó, đơn sơ và cả những lúc cô đơn nữa. Tiền nguyện 2, chiêm ngắm hành động của Ngài với sự nghèo và nỗi cô đơn. Với sự nghèo này. Ơn xin, xin cho con hiểu Chúa để theo Chúa đến cùng. Ơn xin của trong những ngày này, những bài tập này, xin cho hiểu Chúa. Một, Đức Giêsu và sự nghèo. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương đặc biệt với người nghèo, những người bất lực và khổ đau. Chúng ta thấy rõ ràng. Thánh Vịnh là tiếng kêu vọng của bao nhiêu mảnh đời như thế. Chúng ta cứ đọc ở trong Thánh Vịnh, chúng ta thấy. Tôi trích ở đây một số Thánh Vịnh 9, câu 10, 12, câu 6, 70, câu 6, vân vân. Nhiều lắm.
Và Thiên Chúa là đấng đến trong thân phận của một người nghèo để cứu dân bần cùng đói khổ. Thánh Vịnh 22, Isaiah 53:4 cũng nói tới điều đấy. Như thế trước tiên Đức Giêsu Kitô là một người nghèo. Ngài xuất thân từ một gia đình bình dị. Bình dị thôi, chứ còn Thánh Giuse, Đức Mẹ không nghèo đâu nhé. Làm nghề thợ mộc thì chắc có lẽ cũng không có nghèo đâu. Và chắc có lẽ ở thuở thời Chúa Giêsu có nhiều người nghèo hơn Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu ngước mắt lên đám đông, Chúa Giêsu thấy họ bơ vơ vất vưởng, có nghĩa là họ không có nhà cửa. Bơ vơ vất vưởng thì hiểu là không có nhà cửa, homeless á, không có gì cả. Cũng có thể nghèo hơn Chúa Giêsu. Rồi Ngài nghèo khi sinh ra. Cái nghèo đó chúng ta đã biết. Lớn lên trong một thôn làng hẻo lánh, nhỏ, hèn, sống đời làm thợ. Nhờ thợ mộc thì cũng đủ sống mình, đủ nuôi sống mình, đủ nuôi sống gia đình mình. Chắc có lẽ Chúa Giêsu cũng còn bóp chắt được vài đồng tiền để cho người nghèo. Chúng ta phải nhìn cái góc độ đó của một người thợ mộc. Nhưng khi đi rao giảng thì Ngài không có một đồng lận túi. Không có một đồng tiền lận túi. Các cha giờ đi là ngon lắm, đi xứ giờ xe cộ rồi, các thứ rủng rỉnh đầy hết cả. Xe con, xe lớn, xe Honda, tiền bạc cứ rủng rỉnh đầy cả, vân vân. Còn Chúa không có gì. Như vậy Chúa Giêsu nghèo chứ không phải sống trong cảnh bần cùng. Không có bần cùng nha. Nghèo thôi chứ không có bần cùng. Ngài có nhà, Ngài không có nhà chứ không phải là người nô lệ, homeless. Homeless ở bên ngoại quốc, người nô lệ chả có nhà cửa, nằm cu cu ở ngoài đường, xong ốm đau là nó đem vào trong nhà thương nó chữa, chữa xong rồi nó cho tiền luôn, không có phải tính tiền. Còn người nghèo vẫn phải tính tiền nha. Cuộc sống rao giảng nhờ vào những của ăn của dân chúng, sống không có chỗ tựa đầu. Và chân phước Angela Forleño, Ngài viết như thế này: sự nghèo khó của Chúa Giêsu có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất về sự nghèo khó hoàn hảo của Đức Giêsu là Ngài muốn sống nghèo khó đối với mọi của cải trên thế giới này. Ngài không muốn mình có một căn nhà, một mảnh đất, một vườn nho, một tài sản nào khác. Không muốn vàng bạc, Ngài chịu nghèo khó, đói khát, nóng bức, lạnh giá, mệt nhọc. Ngài làm việc thiếu thốn mọi sự. Ngài không có những đồ tinh vi đắt giá. Ở đây chân phước này, chân phước Angela này nói Chúa Giêsu không muốn, không muốn. Ngài không muốn, Ngài không muốn có nhà. Ngài thừa sức để có một căn nhà nhưng Ngài không muốn. Nghĩa cái muốn ở đây mà tôi muốn nói đó là cái chiếm hữu. Khi tôi muốn cái đấy là tôi muốn chiếm hữu nó. Chúa Giêsu không muốn. Cho nên Chúa Giêsu không muốn, không có chiếm hữu nó một cách rất thanh thoát. Chúng ta hiểu cái chữ muốn với chữ không muốn. Cấp độ thứ hai, Ngài lựa chọn sống nghèo về bà con bạn hữu. Cấp độ thứ hai là lựa chọn. Cấp độ thứ nhất là không muốn. Ngài không muốn có nhà, không muốn vàng bạc, không muốn vườn nho, không muốn tài sản, không muốn những đồ tinh vi đắt giá. Ngài không muốn. Nếu Ngài muốn là có ngay chứ. Và khi Ngài muốn mà có thì Ngài chiếm hữu nó. Cái chị hiểu ý tôi muốn nói ha. Cho nên Ngài không muốn, cho nên Ngài không có muốn chiếm hữu. Không cần. Cấp độ thứ ba là Ngài lựa chọn. Sau cái không muốn đấy là người ta chọn lựa.
chọn lựa cái nghèo về bà con bạn hữu. Cái nghèo đấy chúng ta nhìn thấy khi người ta bảo với Chúa rằng là mẹ và anh em thầy đến tìm thầy, Chúa bảo không có mẹ anh em nào hết đó. Mẹ và anh em ta là những người thi hành ý của cha ta. Một cách nào đó Chúa Giêsu muốn nói lên cái sự chọn lựa bạn bè, nghèo về sự chọn lựa bạn bè, không dính vào trong cái mối liên hệ máu mủ, mối liên hệ bà con anh em đến độ chi phối chính mình. Đó là cái sự chọn lựa nghèo của Chúa Giêsu. Các chị hiểu ý tôi muốn nói hả? Khi các chị liên đới với người trong gia tộc, trong liên hệ máu mủ của mình là tự nhiên các chị không nghèo được đâu. Có tí tiền để đem con cho cháu thế đâu còn nghèo. Các chị hiểu ý tôi muốn nói không? Di chúc viết đấy, nhưng mà con có 100 triệu nhưng mà 50 triệu là con cho cháu này này, 25 triệu con cho cháu kia này, 25 triệu là con cho cháu nọ, là người nghèo chẳng thấy đâu cả. Chúa Giêsu chọn lựa trong sự nghèo khó về bà con bạn hữu, có nghĩa là cái mối dây liên hệ bà con đấy không thể chi phối Chúa Giêsu trong lối suy nghĩ, trong lối hành động, trong cách cư xử, trong việc loan báo tin mừng của mình. Thế chị hiểu cái điều này nhé. Cấp độ thứ ba, nghèo khó thứ ba là Ngài muốn lột bỏ chính mình. Ngài muốn trở thành nghèo về chính quyền năng thần linh của mình. Cấp độ này mới đặc biệt của Chúa này. Cấp độ này sâu sắc hơn vì đụng chạm đến phạm vi hữu thể, chứ không chỉ đến phạm vi cái mình có. Đụng đến tất cái con người của Ngài, lột bỏ tất cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì với cái cấp độ này, Chúa Giêsu đi đến cái chỗ làm người, hủy bỏ chính mình. Nếu không nói rằng hủy bỏ thiên tính thì ít ra Ngài cũng hủy bỏ tất cả những gì bản tính này có thể đòi hỏi về vinh quang, giàu có và huy hoàng. Ngài thấy rõ này, Ngài hủy bỏ đến độ đấy. Đó là cái nghèo đụng đến cái hữu thể của Chúa Giêsu. Đúng ra là Ngài đón nhận, đúng ra Ngài phải có vinh quang bởi vì là Thiên Chúa mà. Đúng ra Ngài được thừa hưởng những cái gì mà của Thiên Chúa chứ. Nào là vinh quang, nào là giàu có, nào là huy hoàng, Ngài lột hết không còn một cái gì. Đây là cái nghèo cấp độ thứ ba. Mà cái nghèo này phải là cái nghèo của chúng ta, cái nghèo đúc đến hữu thể của mình. Đúng ra tôi được hưởng cái đấy, nhưng tôi lột bỏ, tôi không hưởng. Tôi lấy ví dụ, các chị được thừa kế một số tiền rất là lớn. Lớn ở đây với tôi là 20 triệu là lớn rồi, 30 triệu là lớn rồi. Bởi mình lấy đâu đào đâu ra 20-30 triệu. Với người khác thì có thể tỷ này tỷ kia, những anh kinh doanh thì có thể 5-3 tỷ, với nó là chuyện thường. Còn mình 20-30 triệu là lớn rồi. Đúng ra mình được thừa hưởng cái đấy, mình có quyền vinh quang trong cái thừa hưởng đấy, nhưng tôi lột bỏ nó. Đó là cái nghèo cấp độ thứ ba của Đức Giêsu Christ. Đụng đến hữu thể của chúng ta, đụng đến cái mà chúng ta được hưởng nhưng chúng ta vất luôn không hưởng. Ok, các chị hiểu cái cấp độ thứ ba, cấp độ nghèo của Chúa Giêsu theo cái chân phước Angela này, theo vị chân phước này. Tuyệt vời, vị này viết một cái đoạn về nghèo của Chúa tuyệt vời. Không có ở trong cái bài tôi trích vào đâu, tôi mới đọc ở trong sách. Tôi đem theo mấy cuốn sách đọc, tôi thấy cái đoạn này rất hay của vị chân phước này. Cho nên tôi cập nhật liên tục để cho... Cuốn sách này cuốn sách mới. Đức Giêsu phục vụ người nghèo. Sứ điệp của Ngài trước tiên nhắm đến đối tượng nghèo. Matthew 5:33.
Cuộc sống của Ngài làm bạn với những người nghèo, tội lỗi, nằm ở ngoài ranh giới xã hội, mà Đức Giáo Hoàng gọi đó là vùng ven đó. Ngài trở thành bạn của họ, bạn nha, bạn thân tình, bạn thân tình, chứ không phải bạn là thôi vừa gặp nó là kết bạn, không phải đâu. Trên một chuyến xe đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì ngồi cạnh một cái chị nào đó rồi nói đôi ba câu chuyện rồi thôi làm bạn, nếu không phải nó chưa phải là bạn, cái nó mới chỉ quen ấy. Đúng vậy. Ở đây với Chúa Giêsu thành bạn có nghĩa là trở thành bạn hữu như các tông đồ, như Ngài gọi các tông đồ. Thầy không gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu, để các con thông dự vào tất cả những gì của Thầy. Thì những người nghèo này khi Ngài gọi họ là bạn thì họ cũng được thông dự vào tất cả những gì của Ngài. Đó là điều quan trọng. Đó là cái bạn, đó là bạn của Chúa Giêsu. Chính điều này, khi chúng ta cảm nhận được điều đấy thì Đức Giêsu thực sự cảm thông chia sẻ thực với những người nghèo. Nghèo ở đây không chỉ có nghĩa là thiếu phương tiện vật chất, mà còn có nghĩa là thiếu cả điều kiện để sống tự do, an vui, hạnh phúc. Nghèo về tinh thần, nghèo về tình yêu, nghèo về sự tự do, nghèo về không có hạnh phúc khi con người đã bất hạnh. Ngài cảm thông, Ngài chia sẻ. Đó là tình trạng của những con người sống cảnh khốn khổ, buồn rầu, tù tội, nô lệ. Nghèo là nạn nhân của các hệ thống xã hội bóc lột về kinh tế, về nhân phẩm, mất tự do, bị áp bức bởi các thứ chủ nghĩa văn hóa hay tôn giáo ruồng bỏ. Không phải chỉ nghèo về vật chất đâu nha, nghèo về những cái thứ này đây. Là người nghèo, trong số những người nghèo của Chúa Giêsu chọn môi trường của những người nghèo để sống, sinh hoạt và phục vụ. Cho nên những người nghèo làm bạn với Chúa không phải chỉ là những người nghèo về vật chất, nghèo vì không có ăn, nhưng nghèo về những thứ này đây. Mất tự do, bị áp bức, mất nhân phẩm, bị chà đạp nhân phẩm, vân vân, đó là những người nghèo. Và Ngài gọi họ, cho họ làm bạn với mình, để họ được thông dự những gì mình có, bằng cách phục hồi lại nhân phẩm cho họ, trả lại cho họ sự tự do cao nhất của con cái Chúa. Ok, chúng ta nhận ra điều đấy. Và không bị Thiên Chúa ruồng bỏ nữa. Chờ tôi nghĩ tới cái anh mù Bartimê mà anh bị loại ra khỏi cộng đoàn đấy. Cái chị nhớ Chúa Giêsu chữa cho anh ta, xong rồi người ta bảo là các môn đệ người ta hỏi tội của nó hay là tội của bố mẹ nó, chứ mà chẳng tội của ai cả. Ngài phục hồi anh ta, cho anh ta sự tự do, gia nhập vào cộng đoàn, phục hồi nhân phẩm cho anh. Anh không bị đuổi khỏi cộng đoàn nữa. Hoặc là những người cùi hủi, bị loại khỏi cộng đoàn, bị người ta chà đạp nhân phẩm, bị người ta khinh thường, không còn coi là một con người nữa. Thì những người nghèo đấy, Chúa Giêsu kết bạn với họ để phục hồi nhân phẩm cho họ. Không phải chỉ nghèo kinh tế, không phải là chỉ miếng ăn, mà là còn là nghèo về nhân phẩm. Nghèo khó và vương quốc của Ngài có liên hệ mật thiết với nhau. Chả thế mà Chúa Giêsu khuyên và đòi các môn đệ và những ai muốn theo Ngài phải từ bỏ của cải vật chất, danh vọng, địa vị để mua bằng được nước trời. Em xin các chị chìm sâu trong sự chiêm ngắm về cái nghèo của Chúa Giêsu, cái nghèo tuyệt vời, cái nghèo ở cấp độ thứ ba theo chân Phước Angela. Và chúng ta cũng cố gắng để tiến tới cái nghèo cấp độ thứ ba đấy. Y Nhã thì cho chúng ta
khiêm nhường bậc ba. Thì ngày hôm nay trên phước Angela cho chúng ta tiến tới Chúa Giêsu với khó nghèo cấp độ ba. Ok. Thứ hai, Chúa Giêsu với sự cô đơn. Kinh nghiệm cô đơn và cô đơn đến tột cùng, chắc chắn không ai không có kinh nghiệm như Đức Giêsu. Cho nên xin các chị đừng lúc nào cô đơn mà Chúa con cô đơn lắm. Chúa bảo không, người không cô đơn bằng ta đâu. Hôm qua tôi cũng nói đó, đau khổ kêu rối rít lên với Chúa, mang cái căn bệnh nào đó kêu rối rít lên, chứ mà không, không đau khổ bằng ta đâu. Và kinh nghiệm cô đơn thì không ai cô đơn bằng Chúa đâu. Theo quan niệm của triết học, cái tôi hay bản ngã của mỗi người đều mang tính độc nhất và bất khả thông. Cho nên khi chúng ta cô đơn, chúng ta bảo với người bên cạnh họ chẳng hiểu gì đâu, bởi vì bất khả thông, không thể thông cảm với nhau. Tôi có cô đơn và tôi về tôi tâm sự với mẹ tôi, hồi mẹ tôi còn sống thì bà cũng chỉ nghe vậy thôi, cũng chẳng cảm thông nghiệp với tôi đâu. Bởi theo quan niệm triết học là đó là một tính độc nhất, bất khả thông của con người. Cá tính càng phong phú, càng sâu sắc thì lãnh vực truyền thông càng thu hẹp, nghĩa là không thể cảm thông và vì vậy phải sống cô đơn nhiều hơn. Nơi Đức Giêsu bản ngã cao hơn bất cứ ai khác. Nếu có ai mang nhiều nhất những nỗi niềm riêng tư mà không thể chia sẻ với người khác được thì đó chính là Ngài. Cho nên tôi thấy nhiều khi Chúa cũng khổ, chứ mang trong mình cái sự phong phú của bản ngã sâu sắc của một con người không ai cảm thông. Tôi xin trích dẫn một tí thôi. Tiên báo về cuộc khổ nạn của mình, các tông đồ cứ trơ trơ ra như đá. 3 lần chứ đâu phải 1 lần. 3 lần Ngài nói với các tông đồ chứ, mà đi theo Ngài liên tục nhé, không rời tí nào nhé. Nghe tất cả các bài giảng, ăn uống sinh hoạt với Thầy, Thầy cắt nghĩa các dụ ngôn. Không có thứ gì mà Thầy không nói cho trò. Thế mà 3 lần nói con người sẽ bị đau khổ, bị giết chết các kỳ lão vân vân 3 ngày. Các ông cứ trơ trơ như đá, không hiểu gì cả. Cô đơn không? Bây giờ các chị huynh đoàn của các chị hay tổ các chị có cái gì chị nói lần thứ nhất không hiểu thì cũng đã đành, chắc là họ không hiểu. Lần thứ hai mà không hiểu thì đúng không biết họ cố tình không hiểu hay không, hay lần thứ ba mà nói nữa thì đúng là trơ trơ rồi, không ai hiểu mình, cô đơn không? Ủa, nếu mà người ta hiểu là mình đỡ cô đơn chứ phải không chị? Khi tôi nói mà chị hiểu được tôi thì tôi đỡ cô đơn chứ, chị cảm thông với tôi mà. Trong khi đó đằng này Chúa nói 3 lần chẳng ai dám nhắc. Mà thậm chí cái ông Phêrô còn chọc vào một câu, tôi thầy không thế như thế đâu, thì đúng là thật không hiểu gì. Khổ, cô đơn. Biến cố thứ hai ở trong bữa tiệc ly. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đi. Đã cả ngày vất vả, không ăn không uống gì, rồi buồn phiền vì sắp đón nhận cái chết. Ăn uống chả ăn được bao nhiêu đâu, tôi nghĩ là Chúa Giêsu chắc chỉ ăn được một miếng bánh tí thôi, uống tí rượu rồi. Rồi nói hết mọi chuyện với các tông đồ, ông chả hiểu gì cả. Đấy, thì còn túm tụm vào với nhau, còn bàn bạc các thứ, vân vân. Người thậm chí đau khổ hơn, lúc đấy Chúa Giêsu nghĩ đến cái chuyện tranh giành quyền hành của Gioan và Gia-cô-bê. Đúng không nào? Bà mẹ tới nói với Chúa xin cho một đứa ngồi bên phải, một anh ngồi bên phải, một anh ngồi bên trái. Chả hiểu gì cả. Khổ chứ. Đấy, đến tận cùng mà còn không hiểu. Đến cái bữa ăn cuối cùng rồi, Thầy cởi áo ra, Thầy quỳ xuống, Thầy rửa chân, mà vẫn cứ trơ trơ ra như đá, không hiểu cái gì. Không hiểu Thầy làm cái gì cả. Mà thậm chí muốn rửa chân thì ông Phêrô bảo thôi Thầy đừng rửa chân, Thầy rửa cả mặt cả mũi cả tắm con đi chứ. Nó không hiểu gì cả.
Đấy các vị, các chị thấy cảm nhận cái sự cô đơn của Chúa Giêsu, cô đơn đến tận cùng, và nhất là trong vườn diệt. Trong vườn diệt lại càng cô đơn cực nữa. Ba cái 12 ông tông đồ kia tôi nói rồi, thôi thì có những ông họ chẳng hiểu gì, đem ba ông thương nhất, yêu nhất, gần mình nhất đi vào trong vườn diệt, ngủ quèo rồi. Chắc có lẽ các bố uống rượu nhiều quá, bố say ngủ. Đấy, mê ngủ, chỉ biết ngủ thôi chứ còn không biết cảm thông với thầy mình. Nỗi cô đơn cùng cực, mà lính nó đến tới nơi rồi, nó đốt đuốc, nó đang đi soi, nó đang đi bắt rồi, nó đang đi truy nã rồi. Đấy, chúng ta thấy. Và ở đây tôi để nhớ được cái này thì tôi chỉ có 6 cái chữ này: tiên báo, bữa tiệc, vườn diệt. Thì các chị sẽ nhớ ba cái sự kiện mà nói Chúa Giêsu cô đơn: tiên báo, bữa tiệc, vườn diệt. Chúng ta nhớ được ngay. Khi phải đối diện với cuộc chọn lựa quyết định số phận, con người mới thấy rõ ai có thể thay thế được chính mình. Chính mình phải đơn độc chọn lựa lấy. Vì thế chúng ta thấy ở đây Đức Giêsu phải một mình nhận định và tự quyết định. Đó là hình ảnh mẫu gương cho mỗi người chúng ta, để các chị ở giữa đời các chị phải tự một mình phân định và tự quyết định lấy. Nếu có ánh sáng từ Chúa Cha chăng thì cũng chỉ lờ mờ, mà nếu có rõ ràng là do Ngài cầu nguyện và nhiệm hiệp sâu với Cha mới thấy được rõ ý Cha. Đây là nguyên tắc để các chị phân định đây. Ý Chúa không có mở toang ra cho chúng ta đâu. Ngay cả Chúa Giêsu cũng vậy, là một con người nhìn thấy ý Chúa lờ mờ lắm, ý Cha mình lờ mờ lắm. Mà nếu có nhìn rõ chăng thì hai điều kiện: phải cầu nguyện và nhiệm hiệp với Cha thì mới thấy rõ được ý của Cha. Đây là một trong những cách để chúng ta phân định này. Một người muốn phân định ý Chúa mà không có đời sống cầu nguyện, không nhiệm hiệp với Chúa thì không thể phân định được. Cho dù học bao nhiêu phương pháp, tôi chấp luôn, không phân định được đâu. Nếu không có đời sống cầu nguyện và nhiệm hiệp với Chúa, làm sao đọc được ý Chúa? Đây là điều kiện cần và đủ tiên quyết đây. Chúng ta học ở nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu là một tổng hợp về Chúa Giêsu, tôi nhận ra rằng Ngài quyết định rời bỏ Nazareth tới gặp Gioan để xin làm phép rửa rồi vào hoang địa. Tôi có thể hình dung Ngài bước đi trong tăm tối để tìm ý Cha. Và trong cuộc đời công khai, biết bao lần Ngài tự quyết định một lần về bao vấn đề khó khăn và quan trọng. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn trong cuộc đời của Chúa, biết bao nhiêu những vấn đề, biết bao nhiêu cái khó khăn, những vấn đề quan trọng, khó khăn mà Ngài phải tự quyết định một mình. Mà sự quyết định này phải hợp với ý Cha. Không hợp ý Cha là hỏng, không còn là người con nữa. Không muốn theo ý nhân loại, Ngài phải lên núi một mình. Đấy, các chị không muốn nghe người ta, không muốn theo ý người ta, xin các chị đi lên núi một mình. Nghĩa là cầu nguyện và nhiệm hiệp với Chúa. Khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, người ta muốn tôn Chúa lên làm vua, Ngài đi lên núi một mình, thoát ra khỏi cái gì của nhân loại. Khi chọn môn đệ, Ngài cũng cầu nguyện suốt đêm. Chúng ta thấy cực lắm chứ, đâu có phải đơn giản để mà chọn người đâu. Ngài khổ lắm chứ, cầu nguyện suốt đêm, chứ không phải là chỉ cầu nguyện 1-2 giờ như chúng ta đâu. Mới có 30 phút, 40 phút, 45 phút, 60 phút đã gật lực rồi. Chán rồi, thôi con đứng dậy con đi đây. Không, Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm.
để quyết định chọn lựa người cho mình. Khi quyết định lên Jerusalem với thân phận là tôi tớ Thiên Chúa bị giết chết, các tông đồ sợ hãi và cản ngăn, biết là nguy hiểm đang chờ Ngài, nhưng Ngài vẫn can đảm tiến bước khi đã chọn lựa. Sự cô đơn kinh khủng nhất của cuộc đời Chúa Giêsu là lẻ loi trong vườn diệt bên ba nhóm môn đệ ngủ say. Ngài tự quyết một mình uống chén tre treo, không cần hỏi ý các tông đồ nữa, không cần nói là ta lên Jerusalem để ta chết nữa, mà sau khi đọc được ý Chúa rồi, đọc được ý cha của mình rồi là tự quyết định đón nhận. Tôi nghĩ rằng ba lần Chúa Giêsu nói với các tông đồ thì cũng là ba lần Ngài nói cái con đường của Ngài đi để các tông đồ có thể cảm thông với Ngài là một, và cũng có thể để Ngài hỏi ý các ông, nhưng mà không có hiểu đâu mà hỏi, không hiểu gì cả, thôi chả hỏi nữa. Ở dẫn vô vườn diệt thì tưởng ba ông thân thiết với mình để mình hỏi thôi, mấy ông quay ra ngủ thôi, chả hỏi, hỏi ý Chúa Cha chắc ăn. Trên đôi khi các chị đi đồng hành, gặp cái chị đồng hành mình có vấn đề lấn tấn, mình hỏi các chị đồng hành nói hưu nói vượn, cha hiểu gì mình cả, thôi không cần nữa, tôi đi vào với Chúa để hỏi Chúa chắc ăn, đúng không cơ? Nhiều khi các chị đồng hành nói chẳng đúng cái ý của mình gì cả, mình hỏi chuyện đấy mà nói đầu đâu hay hiểu vào cái vấn đề gì của mình. Đây này, Chúa Giêsu ở trong tình trạng đấy đây, nói ba lần với các tông đồ không hiểu, tưởng dẫn ba ông vào trong vườn diệt để ông tỉnh tỉnh đi con hỏi. Bây giờ Chúa nói như thế thì bây giờ thầy có nên uống không, thì các con bàn bạc với nhau xem thầy có nên uống không, nó ngu hết đâu nữa mà hỏi. Thôi thì tự quyết định một mình. Khi đối diện với bạo lực, gươm kiếm, sự hung ác và hùng hổ của con người, Ngài không kháng cự. Khi đã quyết định uống chén cha trao rồi thì tất cả mọi cái xảy ra vì chén đắng này, Ngài không kháng cự. Khi chúng ta đã quyết định về điều mà chúng ta đã suy nghĩ, chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta đã bàn hỏi, chúng ta đã phân định đúng ý Chúa rồi thì tất cả mọi cái xảy ra do sự chọn lựa này, xin các chị không kháng cự, bởi vì đó là ý Chúa. Nếu mà các chị kháng cự là các chị lật ngược lại ý Chúa. Chúa Giêsu không kháng cự. Có thể đưa ra một kết luận rằng cả cuộc đời của Đức Giêsu phải sống cảnh đơn độc suốt đời. Khổ chứ, có 12 tông đồ cũng như không. Có cả huynh đoàn Sài Gòn cũng như không. Đúng không các chị? Có bề trên cũng như không, có chị đồng hành cũng như không. Rồi bây giờ chị trưởng vùng ở ngay Đà Lạt dễ gọi lắm cũng như không. Bây giờ gọi có thấy đâu mà gọi. Ngày xưa mà ở Bắc thì bảo gọi nó khó. Bây giờ chị trưởng vùng ở ngay Đà Lạt, chị Trâm Anh ở ngay Đà Lạt gọi chắc gì đã có. Đấy, chúng ta thấy cả cuộc đời của Đức Giêsu Kitô là suốt đời đơn độc. Nhưng sự đơn độc ấy không làm cho Ngài chết, không làm cho Ngài li tắt, nhưng Ngài trở thành một đốm sáng tuyệt vời để thi hành thánh ý của Thiên Chúa sau khi cầu nguyện, nhiệm hiệp với Cha và thi hành ý của Cha. Đốm sáng đó vẫn còn mãi cho thế giới ngày hôm nay và cho tất cả những ai muốn đi vào con đường tìm ý của Thiên Chúa. Chúng ta nhận ra con người Chúa Giêsu tuyệt vời. Chiêm ngắm thật kỹ đi, nay mai các chị cô đơn các chị đừng sợ. Như thế Ngài có quá đủ kinh nghiệm về cô đơn. Chính sự cô đơn này chẳng khác gì hạt lúa trơ trọi nằm trong lòng đất, từ đó sinh những bông hạt. Ngài cũng chấp nhận cô đơn để nảy sinh ơn cứu độ trên nhân loại. Cái hình ảnh hạt lúa hay lắm. Chúa Giêsu sử dụng cái dụ ngôn nó hay lắm. Nói về chính mình. Có một mình nằm giữa một đám, một cái cánh đồng, không có ai bên cạnh, và chịu tương tác đủ mọi thứ. Tương tác, chúng ta nghĩ cái hạt lúa nằm ở giữa
đất đầy như thế giới như vậy. Tương tác bởi khí hậu, tương tác bởi nắng nóng, tương tác bởi phân bón, tương tác bởi nước nôi, các thứ. Cô đơn. Và chính trong cái sự cô đơn đấy thì lại nảy sinh ơn cứu độ nhân loại. Ba, hôm nay tôi cũng nên giống Đức Giê-xu, nên giống trong sự nghèo mà Ngài đã sống và nêu gương mẫu làm bạn với người nghèo. Xin các chị nhớ cái chữ bạn của Chúa Giê-xu là biến họ thành bạn hữu và cho họ tham dự vào tất cả những gì mà Chúa Giê-xu có, nâng họ lên khi họ không có tự do, khi họ bị chà đạp nhân phẩm. Thì chúng ta cũng làm bạn với người nghèo để chúng ta cho họ thông dự vào điều mà chúng ta lấy được từ Thiên Chúa, cho họ thông dự vào cái giao ước mà chúng ta đã ký kết với Thiên Chúa bằng sự ràng buộc thánh, để họ cho họ nên thánh, để nâng họ khi họ bị chà đạp nhân phẩm hay khi họ bị mất tự do. Không khinh thường coi rẻ mà đón nhận và chia sẻ. Nên giống Ngài trong sự cô đơn. Ok. Xin khi nào cô đơn đừng có buồn. Nhìn lên Chúa Giê-xu, Ngài cô đơn bằng vạn mình. Ngài là mẫu người của sự cô đơn. Cùng cô đơn với Chúa, dẫu bị quê quán khước từ. Chúng ta thấy ha. Người nhà cho rằng tôi bị điên. Người khác không hiểu tôi sống thế nào trong ơn gọi này. Thậm chí như không một ai hiểu tôi và lối sống của tôi. Nếu người ta hiểu thì các chị đã không cô đơn. Đúng không cơ? Toàn là những cái chị lỡ thì đi vào tu hội đời, không lấy được chồng. Nếu người ta nhận định như vậy, thế chị nghĩ sao? Tu gì mà áo dòng chả có, xốc xa xốc xách. Chúng ta không hiểu. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy có khi người ta cho mình bị điên. Học tập và học cho bằng được sự cô đơn của Đức Giê-xu và với Đức Giê-xu. Hai cái hạn từ này tôi sử dụng khác nhau. Học cho bằng được sự cô đơn của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu cô đơn như thế nào? Là của tôi. Và với Đức Giê-xu Kitô, bên cạnh sự cô đơn đấy có Đức Giê-xu Kitô. Bên cạnh sự cô đơn của tôi là có Đức Giê-xu Kitô, với Đức Giê-xu Kitô. Cô đơn của Đức Giê-xu Kitô, những sự cô đơn của Đức Giê-xu Kitô là sự cô đơn của tôi. Khi tôi học, và khi tôi học được cái sự cô đơn của Đức Giê-xu Kitô thì tôi có Đức Giê-xu Kitô, nghĩa là với Đức Giê-xu Kitô. Trong sự cô đơn của tôi có Đức Giê-xu Kitô. Của Đức Giê-xu và với Đức Giê-xu. Hai cái hạn từ này tôi xài nó mạnh lắm. Kết thúc, khi cô đơn hãy nhìn lên thánh giá. Chúa Kitô cô đơn đến tột cùng nên đã thốt ra những lời não lòng này. Tâm hồn thầy buồn rầu đến chết được. Lạy cha, nếu có thể xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con một theo ý cha. Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này không sao tránh khỏi thì xin vâng ý cha. Lạy Chúa của con, sao Ngài bỏ con. Những cái câu nói của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đang đợi tôi ngay lúc này, ngay cả lúc tôi đang làm gì. Hãy hướng lòng tâm hồn lên Chúa. Ngài luôn lắng nghe và chỉ muốn điều tốt cho tôi. Và cuối cùng các chị quỳ và đọc lời cầu nguyện sau của cha Galot dòng tên.